Đình Trọng giãn dây chằng, bỏ lỡ trận tuyển Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui về lực lượng trước cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình vào ngày 16 tháng 11. Đình Trọng bị lật cổ chân trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản. Đây là lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay đổi danh sách đăng ký thi đấu, thay Đình Trọng bằng Nguyễn Thanh Bình. Sau trận đấu, đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam đưa Đình Trọng đi kiểm tra và phát hiện ra rằng chấn thương của hậu vệ này nặng hơn dự kiến. Anh bị giãn dây chằng cổ chân và tổn thương xương sên. Dự kiến Đình Trọng phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ của Hà Nội FC chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á vào ngày 16 tháng 11 tới. Chấn thương này cũng có thể ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của cá nhân Đình Trọng và đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup diễn ra vào đầu tháng 12. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á bằng trận gặp Lào ngày 6 tháng 12. Kể từ khi bình phục chấn thương, Đình Trọng mới thi đấu một trận cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Hà Nội FC góp mặt trên sân 34 phút trong trận đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt đi khi được tung vào thay Tuấn Anh ở đầu hiệp 2.